Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách download và cài đặt bản SQL Server 2017. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt cái bản cho developer. Thì cái bản cho developer thì nó full mọi thứ nha, nhưng mà nó chỉ dành cho tester test database thôi. Rồi cái bản Express thì nó dễ chạy ứng dụng nhỏ nhỏ nhưng mà không full, chỉ cho desktop hoặc web, mấy cái ứng dụng nhỏ nhỏ mà mình có thể chạy được thì cũng miễn phí luôn. Thì ngoài ra cũng có phiên bản trả tiền là phiên bản này, mình không có nói luôn tới, nó có bản standard rồi, nó hỗ trợ trên nền tảng Windows, Linux và Docker ha. Thì mình sẽ tải cái bản dành cho developer, nhưng mà này thì miễn phí rồi, rồi bạn tính xếp. Rồi xong bạn run lên thôi. Rồi bạn chọn viết, nếu mà có hỏi kết nối bạn chọn viết hả? Rồi các bạn chọn tùy theo nhu cầu, nếu mà mình chọn full thì mình cái này cấp tâm mình có thể chọn những cái phần mình cần, nhưng mà mình này chọn full luôn. Rồi đó thì nó tải hết luôn, nên nó phải ISO để phải ISO luôn. Hoặc là ngôn ngữ nè, các bạn chọn ngôn ngữ, mình để tiếng Anh luôn. Rồi cái thư mục download các bạn ở đâu mình để trong đi download thôi. Rồi chọn download, ok, đợi nó download xong. Sau khi mình đã tải về thành công mà mình để đây thì giờ bắt đầu mau vô để mình cài đặt. Ví dụ mình lít Windows, nếu Windows 10 bạn chưa cài phần mềm đọc file ISO khác thì các bạn có thể chọn, ví dụ mình chọn mouse tại vì mình chưa có cài phần mềm đọc ISO khác không. Mà giờ đây rồi mình chọn file script, hỏi do you want to allow this app to make change to your device thì vậy chứ thằng. Ok, nó sẽ có nhiều cái để test thật query để cho các bạn hỏi là cái phần cứng của bạn bao nhiêu á. Mình này bỏ luôn đi, mình xuống dưới đây mình chọn cái phần là install hả, rồi bạn chọn new. Nếu các bạn lần đầu tiên cài nó là cái phiên bản đầu tiên thì các bạn có chọn new hả. Rồi ở đây nếu mình chọn, tùy mình chọn nha, cái nếu mình chọn cái bản này là thì mình sẽ sử dụng miễn phí, à quên, sử dụng thử nghiệm thôi, còn Opress là cái bản bình thường, còn đây mình dành cho developer thì không có định kỳ, này là nó free luôn như mình rồi. Rồi accept next, nên nó quét hệ thống mà. Rồi ok Next luôn. Rồi, nó cảnh báo firewall thì không sao. Cái này thì hồi nãy mình cài xong mình vào mình mở cho nó cũng được, không cần không cần thế đây. Rồi chọn Next. Ở đây mình lựa chọn những cái thư mục mình cần. Thứ nhất là Database Engineer thì chắc chắn cần rồi. Cái này report cũng hơi cần. Data Quality Service này full. Còn nếu các bạn nào mà liên quan tới máy học á, machine learning đó thì các bạn cài thêm hai này học. Mình giải trí nhu cầu sau này mình cần thì mình cần cài thêm cũng được. Analytics Service. Cái này sai cho cái machine learning server này, cái bản stand alone data query cần in the service.
kêu master không, không cần. Tùy nha, ví dụ mà nếu bạn cần bạn có thể cài cái phần này, phần này mình không cài master database suite. Ok, nice. Rồi cái distance name các bạn có thể đổi thành tên khác nhé, mình để mặc định luôn. Rồi ở đây cái phần này SQL nếu bạn muốn muốn chạy tự động thì này bộ automatic ha, mình để mà không, tại do mình cài trên cái máy client nên mình sẽ lúc nào mình thích chạy thì mình start ha. Rồi cái này nếu mà các bạn muốn gắn quyền cho một cái user nào thì các bạn thì có thể là đăng nhập trên này, trên Windows đó, thì nó có quyền để start setup, mình để mặc định luôn. Rồi cái phần này quan trọng bạn chọn là mix này, này vừa chạy SQL vừa chạy login bằng user được luôn, add user current thì là cái user đang xài. Rồi mình nhập mật khẩu cho cái user SA. Ok, rồi mình sang phần data director nè. Thì cái data root thì mình sẽ lưu trong ổ C, còn cái viên phần data mình sẽ lưu trong ổ D hả. Không may cài là win gì đó nó mình chưa kịp copy không mất dữ liệu hả. Thì mình vào C mình tạo một cái folder. Mình tạo thêm cái thư mục data. Data sẽ lưu data. Còn nếu các bạn mà muốn muốn cái phần log á lưu ở nơi khác thì nếu mà để tối ưu cho chạy thì cái này mình áp dụng cho server thôi. Ví dụ như server có nhiều ổ đĩa, nhiều cái logical nha, chứ không phải một ổ đĩa, bạn chia ra nhiều cái phân vùng nha, thì mình có thể chọn ra nơi khác mà lưu, còn mình cho tối ưu hoặc là không may mà có sự cố thì mình ví dụ như ở cái phân vùng cái một cái logical A nó đầy, còn cái logical B á, nó chưa bị hư á, thì mình có thể lấy được dữ liệu cái phần data log không. Rồi ở đây mình chọn cái phần data director, mình chọn ở D, mình chọn ở data. Còn cái phần log này nếu mà mình có ổ cứng khác thì mình cũng có thể chọn đây, mình chọn tới một cái ổ cứng khác được luôn, nhưng mà giờ mình chỉ có hai cái ổ cứng à. Rồi cái phần backup, vậy backup thì nếu mà tối ưu ví dụ như mình set quy định là 30 phút backup một lần những cái gì thay đổi á, thì mình cũng phải nên có một cái ổ cứng khác, nó sẽ tối ưu cho khi mà SQL nó chạy nó query cũng full ổ cứng luôn, chạy read write full luôn backup. Đây là mình đang chạy trên môi trường trên máy client, mình không cần. Nếu mà khi mà các bạn tối ưu thì bạn phải cần chuyển cái này. Ok, cái này để mặc định luôn không. Rồi chọn next. Rồi còn S current ha.
Ok, cái này thì không cần để mặc định luôn. Nice. Rồi. Anh thu lên luôn. Rồi cái này để mặc định luôn. Chỉ có cái phần data bay ấy mình mới di chuyển đi thôi. Rồi cái này là cái nó về đi cho mình, nó hiện ra cho mình những cái thay đổi hoặc mình là chọn cái đâu nè, cái này hết thằng rồi bạn chọn install. Rồi tới đây gần như là xong rồi, mình ngồi đợi thôi. Trong quá trình đợi thì các bạn có thể tải cái phần cái này về cài luôn không? Rồi đợi nó tải xong, cài cái này thì đơn giản rồi, mình khỏi cần gì nói. Ok, quá trình cài đặt thành công thì nó hỏi là mình phải khởi động lại cái máy tính hả? Thì mình từ từ không sao, mình ok, chọn Cloud. Rồi các bạn tiến hành cài cái phần install SQL Manager tool thì bắt đầu để mình quản lý thì mình để mình phải thiết lập cơ bản. Mình vào SQL Server mình thiết lập để cho nó có thể là truy vấn qua mạng được hả? Trang trong trong mạng LAN được, ví dụ như máy này chia sẻ cho nhiều máy khác truy cập thì các bạn cần phải thiết lập cái mặc định thì nó disable cái phần disable này. Phần này bạn chọn là enable lên hai phần này hả? Thì cái này để cho các bạn share qua 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 trong mạng LAN đó. Enable, còn không mình không mở không chạy được đâu, nó kêu mình phải stop start lại. Ok, enable. Đó là xong rồi đó. Nó kêu mình stop start lại, mình stop start xuống việc đây. Hiện tại đây mình vào đây mình stop start thôi. Mình có thể stop start ở đây hoặc là mình vào service. Service thì mình vào phần service. Sai rồi thì mình có hoặc là mình vào trong service mình start đây. Ok, đây mình start cũng được không sao. Rồi cái phần đó là mình cái hồi nãy mình lúc mình cài cái phần SQL nó cảnh báo cái tường lửa nó chặn mình, giờ mình có thể là allow cho nó luôn, mình chỉnh trong. Còn các bạn nào xài tường lửa Windows thì dùng, còn nếu mà không dùng thì các bạn có thể disable tường lửa cũng được, nhưng mà mình vào đây mình chọn cho nó luôn tường lửa Windows mà vẫn chạy. Rồi vào cái phần là open open setting đó, rồi cái phần in about rule á bạn chọn new rule, rồi các bạn chọn program nice. Rồi bạn chọn tới cái đường dẫn tới cái nơi cài cái SQL Server. SRAM, rồi SQL Server. Rồi SQL Server chọn cái phần data bin, chọn cái phần là SQL Server. Rồi open. Rồi chọn next. Rồi allow. Rồi tất cả luôn hả? Rồi mình đặt cái tên thôi là được rồi. Là SQL Server. Ok. Finish. Thế là thành công, thế là mình có thể là full quyền rồi. Rồi các bạn, việc cuối cùng bạn cài cái phần SQL Tool nữa thôi. Thì hiện tại mình cũng đã cài rồi.
Tại trong phần data với là backup thì chưa có dữ liệu, mình chưa có tạo dữ liệu gì. Rồi, các bạn đăng nhập vô thôi. Mình đây là local thôi. Mình chọn driver engineer. Ok, máy này thôi. Authent. Mình có thể chọn cái phần SQL Server Authent hoặc là Windows mình dẫn Windows hoặc. Ok, cái nó trực tiếp cái máy này thôi. Ok, đây là quá trình cài đặt thành công. Hiện tại chưa dữ liệu gì, mình có thể vô đây mình xem mình đang cài bản nào luôn. Property. Nào, hiện tại mình đang xài cái bản Microsoft SQL Server Developer 64 bit. Ok, rồi video của mình tới đây là kết thúc.